Chiều nay, tập đoàn FLC đã trao tặng huyện Điện Biên Đông 5 tỷ đồng. Đây là kinh phí chi trả việc xây dựng 100 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn do Bộ Công an phát động. Hiện nay, 100 ngôi nhà được xây dựng cho hộ nghèo ở huyện Điện Biên Đông bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của tập đoàn FLC đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Sự hỗ trợ của FLC đã góp phần tiếp sức cho các hộ gia đình khó khăn huyện Điện Biên Đông ổn định đời sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, FLC đã đồng hành cùng trên 20 tỉnh thành để chung tay phòng chống dịch bệnh và thiên tai với kinh phí hỗ trợ trên tất cả các lĩnh vực ước tính hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh việc ủng hộ kinh phí, vật tư chống dịch, nhiều hoạt động khác cũng được FLC triển khai như xây nhà tình nghĩa, trao học bổng, tài trợ các hoạt động xã hội về văn hóa, thể thao, du lịch nhằm hỗ trợ các địa phương phát triển cộng đồng và phục hồi phát triển kinh tế.